Chào cả nhà, hôm nay là đám thôi nôi của em Thịnh cả nhà. Là mình trang trí sân khấu để chúc mừng thôi nôi của em nha. Dán cái này ở đây. Sân khấu này mình làm chiều qua tới giờ đó cả nhà. Gió hả? Tại gió mình không có cái tấm mà gèm cái mành che, cái mành che cứng nên nó dễ dính hơn. Cả nhà này bằng miếng vải nên là nó khó dính. Giờ mình đang nhắn xôi cả nhà, xôi với mà đậu vào để mình là mâm cúng cả nhà, 12 dĩa cả nhà. Giờ mình đang ém xôi nè. Đây cái khuôn này mình mua ở Hà Nội về, khuôn cây im lắm cả nhà. Mình ấn một lớp đậu chính giữa vậy nè, cái xôi mình ấn vô chính giữa nữa. Tay mình cũng rửa sạch rồi ha cả nhà. Mấy xà bông kìa rửa. Cho bạn tóc nè. Có tóc gì? Trời ơi, lì xì sớm. Có cháu gì? Cái đó cho xài thì nào tết cho riêng. Đó, rồi cái mình ấn vậy đó. Ấn cho dễ dễ cả nhà. Ngoại cảm ơn nha. Cả nhà cái khuôn này tiện lắm, mình ấn xuống gì nè. Trời ơi, dở quá. Còn cái gì này mới qua cả chục lần. Ai? Tôi á. Tại là quên đi với má có nhắc nhắc. Nữa cả nhà. Cái lớp xôi lớp đậu nè, cái mình gỡ này nha. Ủa này nó không có làm cho mình hả chị ơi? Cái này con có con quanh nha con. Đó, nó có cái bông nữa cả nhà. Nhỏ xanh chi mà chứ. Rồi thăm không? Rút nó xanh cho. Yến Nhi dường gì bảy mình nè. Con ấy dòng mình. Nó ngoại mình nữa đó cả nhà. Nó không mình nó mập. Chào cả gia đình. Ăn YouTube quá mập. Cháu mình chưa có nghiêu như cả nhà. Anh cũng chưa vợ đó nè. Đây là anh gửi. Anh ba ngồi giá chưa vợ. Anh ba chưa có vợ mà là con anh ba ngồi đó kìa. Nó cầm kia cam thô. Bên đây là thưa bên nội bên ngoại đàng hoàng, nó ra trả vú về cho tổ nó. Anh biết trả vú gì cho cha. Bữa hổm nó chơi con rồi, nó trả thù rồi chứ. Con ấy đồng này nó mập quá. Con nào? Con này nè. Nó nào giờ vậy? Nó mập nè, nó lông này nó mập nè. Nó gì đó. Cô có đang ngồi tới. Ý là mấy bà thấy không? Ý là mà kề đáp gì mà quay con đó hả? Người ta nấu sẵn đang quay con ở đây có nhiều mình còn lu bu. Ủa cái mít này có bạn không? Sợ nó hồi mẹ ơi để con mướn mày. Mà như để nhà mình không có ai nấu không bà. Cương ra bà nấu mà mệt lắm không có ai đãi. Trời Thư bà nó khéo. Em không đen với em không trắng chưa có chồng nha cả nhà. Chưa có người yêu luôn. Thư bà nó đáng khéo. Anh nào để ý để lại số điện thoại dưới bình luận nha cả nhà. Tụi mình đây là mấy bạn già rồi. Tao chưa có chồng nha mày. Bác Tư. Bác Tư chào cả nhà đi. Đi về trả chồng. Chào cả nhà. 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 Chào cả nhà.
bên trái. Bên trái. Nam bên trái. Nam tả là bên trái. Tả là bên trái. Bữa nay là nhà mình có làm đám thôi noi cho bé Thịnh ha. Đây là cái mâm đồ để mình bày ra cúng tiệc thôi noi cho bé Thịnh. Thì có một cặp vịt nè, con heo quay, 12 chén chè, 12 chén cháo và 12 dĩa xôi cả nhà. Có hoa quả, 3 miếng cao, 3 miếng chậu ha, gạo muối. Với mình có chè, nước trà với rượu ha cả nhà. Đây là cái mâm cúng để mà bày tiệc để cúng ăn mừng thôi noi cho bé Thịnh được mạnh khỏe nè, hay ăn chóng lớn nè. Bên đây thì gia đình mình có mướn nhà hàng đãi tiệc nhỏ cả nhà. Vì gia đình cũng neo đơn quá nên là làm cái tiệc gì đó để cho anh chị em Dương Nam, để cho anh chị em có thể mà ngồi nói chuyện hay là giao lưu với nhau khỏi bận rộn cả nhà. Thì ở đây mình có đãi nhà hàng thì có 6 món. 6 món thì mình có món khai vị là có pate, chả găng, bánh xếp, tôm chiên ha. Mình có mực né nè, tôm sút dứa ha, ăn kèm bánh mì, có lẩu riêu cua đồng hải sản ha cả nhà, có cơm gan và món tráng miệng là rau câu. Hiện tí nữa mình sẽ đãi thêm cái món là heo quay bánh hỏi nữa cả nhà. Đây là cái buổi tiệc nhỏ của bé Thịnh nè, cả nhà gửi lời chúc cho bé Thịnh ha cả nhà. Mau ăn chóng lớn. Mau ăn chóng lớn. Rồi giờ thì mình chỉ chờ đợi cho ông bà cô chú cúng ha. Mình bắt đầu cúng rồi đó cả nhà. Kìa, đây ẩm em xích ra đây. Đây là bé Thịnh. Đến nay là đám thôi noi của bé Thịnh. Chào nè, chào cả nhà. Con là Gia Thịnh. Hôm nay là đám thôi noi của con. Ủa mà Chúc quay cái kia. Happy birthday trên sân khấu hả cho. Thế bà nội, bà nội cắt đi. Trai quá ta. Ông bà ngoại của bé Thịnh cúng cả nhà. Mâm mẹ xanh mẹ đẻ cả nhà. Còn mâm tròn ngoài kia là mâm đất đai. Đó, bây giờ con cúng mẹ xanh mẹ đẻ con đi. Nè con quay lại con cúng đây nè, quay bé Thịnh cúng nè. Nè con đứng đâu. Nè. Con mô Phật đây, con mô Phật. Con mô Phật đi. Bà xin con cọp trước. Xin con cọp trước mẹ. Bà nội đang bắt biến cho cháu. Ra đường là gái mời gái theo nha. Nói đâu nghe đó nha. Vô ào ào vô. Chột mắt con cọp mẹ. Không phải chột mắt con cọp. Đây là cọp mắt là để cho ông cọp. Đây là cọp. Rồi. Chị em chị cái hình ngừ á. Đó. Em cọp không hả? Em cọp nếu phải. Đây nè. Cái này đốt bỏ hết nè, mình lấy cái đó để chọn mắt mặt cho bà ấy trước nha, nó sáng sủa.
khai khai nhãn là lấy cái hình cọp đó nè, cái hình cọp đó là lấy chỉ có con cọp này lại hả? À, lấy cọp lại. Thờ quá đó giờ không có ăn. Nhán này cũng phòng quá. Rồi có khai nhãn con cọp không? Không, dòng có cánh bệnh không đau không cọp nó có con cọp dán được cửa phòng mà không biết cái này cũng có hồ không dán luôn dán này cũng bó keo hai mặt kìa. Nè lấy kêu chồng mà lấy keo hai mặt dán ngay cửa phòng quá. Vàng đâu? Ủa bỏ vàng vô đó không? Rồi. Rồi bóc luôn nhẵn rồi. Bóc gì nữa? Bóc gì không? Rồi bóc kim cương à, bóc gì nữa sáu rồi bóc gì nữa không mẹ con nổ cho vàng nè rồi con bóc gì nữa em thấy con mẹ rồi đã đeo luôn mẹ mẹ ơi lấy chiếc kim cương rồi đeo trong tay luôn rồi không luôn à cười 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 lấy chiếc kim cương chơi đồ mấy mà mẹ cho rồi nè cởi bà nội cho ở đây đi, bà nội cho đi tí mình ra ngoài kia cho à, nội cho vàng mà con, nội cho vàng ơi đau không, đau không kéo 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 tiếp em cái rồi vô qua đây nè cô ừ đẹp quá ơi đẹp quá lấy kim cương kìa lấy kim cương không cho máy kim cương cho đây luôn hả rồi cởi cho đây luôn nè không em cho rồi mẹ mới rồi nè cô Sáu cho nè cho cổng dây chuyền nha đeo vô luôn đây rồi vàng kim cương vàng xài thứ lửa không rồi cái hơi nữa kìa con cô không chịu nha cô càng cứu mắt phải lên cô Út quay mặt vô cô Út quay mặt vô hả cô Út quay mặt kìa chơi với cười với nhau kìa lấy con tiền tiền nhỏ ơi tiền ơi cô Sáu lại quay tiền cô sửa uống nha bà cho chưa cho rồi cầm lên tiền cầm giùm mày rồi bỏ vô đây dưỡng năm cho 1 triệu nha mình cũng giỡn nha sau này nó làm rất là kinh dạng rồi bà ngoại được rồi rồi vô vô dạ dạ dưỡng năm cho 500 500 nè. Ba cho 500. Kìa chú Huy cho con kìa. Cảm ơn ngay. Hả? Nó đưa mẹ trời ơi, đưa mẹ nữa. Con không đưa mẹ kìa. Nhìn. Gửi tiền quá. Ôi là chờ nó cho mày rồi. Ôi nó càng ngoài nó không có. Cái này là cũng 27 nha. Còn cô 7 cho con kìa. Dưỡng ba khác đi ba khác hả? Mà. Dạ đây ăn quá dạ cô ạ. Nó lấy già nó không tặng con ơi, nó cặp cái tương. Nó gọi là nó không có nhờ cặp gì nữa chứ. Không có nhờ gì nữa. Dạ, có đẹp quá ông ba với ông Sáu nha. Cười coi nhìn kìa trời ăn nhìn kìa khôn kìa không chưa để nó cầm cái để họ lấy nó cầm cứng ngắt rồi đâu rồi nhẫn cô Sáu cô ba ơi cô Sáu nhẫn
Cô sáu cho cô sáu khóc thiệt à. Hiểu cái mặt tao này thành thịnh đi nha. Cái này đeo kim cương cho kiệm nha. Mới rồi mấy năm trước thôi mà. Anh này nhỏ anh đó. Có mấy năm anh trả thù em. Gia Thịnh. Gia Thịnh. Có lỗi Gia Thịnh. Và bữa nay là đúng 12 tháng. Và Gia Thịnh phải đi giao nhau nhau. Dạ vậy. Giao nhau đúng rồi tôi nghe. Đốt bên cây, đốt bên cây. Vậy hồi 4 năm trước hả? Hả? Hồi 4 năm trước hả? 3 năm trước. Thù rồi phải trả dữ chứ. Rồi cắt đi Thịnh à. Đây, cắt đây là những cái bánh kem đây con. Đó, bữa nay sinh nhật của con đó. Hạnh phúc không? Rồi, giỏi quá, vỗ tay. Vỗ tay. Giờ cũng là chưa rồi, giờ lễ làng rồi cũng xong rồi. Giờ mời ông bà cô chú bác mình ra nhập tiệc. Món đi bác Tư đi, cô ra đi bác Tư. Đủ ly đó, người ta sắp đủ đó. Con ngồi đi nhà hàng người ta đãi mà. Ủa cô Út, cô Sáu rồi chắc này chưa thấy ai chưa. Đi vòng vòng chặt heo rồi bác hai Tư ăn đi bác Tư. Chặt heo đem nha cô. À mấy cô hả? Ừ mấy cô bận cất nhà rồi. Chưa có xuống tới. Ngồi đi. Dạ dạ được rồi chị. Uống về lọt lọt cái này đi. Sao dưới tay ấy sao bệnh mình ăn đồ khô trước đi Tư. 2 3 vô nè. 1 2 3 vô. Kiếm từ quay qua bàn bánh trước đi. Mở chiên. Vô nè. 1 xanh đỏ gì coi. Vô cạn ly nha. Tí nó đi về đắng rồi, nó dặn bà đi về rồi. Em đề nghị anh Tư cởi cái khẩu trang xuống. Mình đẹp mình phê rồi, không xấu mình che. Hết luôn nha. Yo, lớp lên đẹp quá. Mấy bé xinh đẹp này có chồng chưa? Được chưa? Chưa. Cả nhà có ai làm mai cả nhà? Cái đấy vào đấy mấy em này nè. Đó là đây là cháu thằng này nhái quý lấy cháu chị đúng không? Thì cứ để với người xin điện thoại nha, chứ mình lượn nghe cả nhà. Để chồng em luôn phía dưới. Cô nè, cô cũng đợi mà tưởng đâu đi làm mai luôn. Dạ đi, qua bạn mình đây làm mai luôn.
Dạ hả? Dạ. Đó là cô Sáu cũng đang ế nè. À cô Sáu nó này ngay cả nhà. Cô Sáu cũng là độc thân ngay cả nhà. Anh nào thích thì cứ bình luận lên phía dưới. Rồi em bên dưới nha. Vô. Cô Sáu không thích tiền, thích vàng, có nhìn trăm cây rồi. Tiền không cần, nó thích vàng. Vô. Vô. Mà nó thích nhà. Thôi bán đi luôn rồi. À, sư tỷ. Ủa bia gì lấy nước. Ủa chỗ tôi ngồi đâu? Chưa mà ngồi vô đi. Đây luôn. Ngồi vô trời vô. Một hai ba uống rồi chứ. Một hai ba. Uống. Mời cả nhà con tôm nha. Mời cả nhà. Ngon giòn ha. Ngon anh ngon. Đã khác quá ha. Còn lẽ nè. Thôi đừng có gót. Tự mà xử đây. Đây là người quay nè. Thì trong cái lòng đó sao rồi tới cái lòng nhất nè. Lòng thứ nhất lòng có lòng một vô. Vô. Giết một lòng á, nhưng đây đây. Thì chia cho đều đi. Để anh ba được. Một người anh phân bì với anh để anh ba sao? Ba người chia một điều đó. Đó ba điều rồi. Chồng lon nè. Rồi xuống lon nghe. Rồi bỏ đó. Cả nhà ơi, tiệc cũng đã tàn rồi. Thư xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau. Bye bye cả nhà.